Hello, xin chào tất cả các bác và toàn thể mọi người. Ở clip hôm nay thì em sẽ bắt đầu xả giày thể thao hàng hiệu các bác nhé. Những đôi giày thể thao hàng hiệu em bắt đầu xả. Thì thường những cái đôi mà đang ở giá bán tầm khoảng trên 400 hoặc 500 thì em sẽ xả đồng giá ở mức giá là 400k. Và các bác chuyển khoản đủ thì nhà em sẽ bao ship cho các bác. Đó. Còn các bác chỉ cọc 50k thì sẽ không được nhà em bao ship. Đấy. Thì có những cái đôi thì hôm nay sẽ có rất là nhiều đôi ở cái tầm giá gọi là giá xả lỗ nhà em rồi. Xả lỗ thu hồi vốn các bạn. Tết nhất đến nơi là em cũng xả bớt đi để thu hồi vốn được các bạn. Cho nên là các bác vào xem và săn những đôi giày. Đặc biệt là đi vào mùa lạnh cũng như là Tết đi chơi thì sẽ rất là hợp lý luôn. Các bác xem và mua ủng hộ em nhé các bác. Và bây giờ không để các bác chờ lâu, em bắt đầu vào những mã đầu tiên. Đầu tiên thì sẽ là một đôi Nike. Giày nhà em thì hoàn toàn giày chính hãng các bác nhé. Và cái nguồn của em nhập về đó là nguồn Nhật Bản. Đó thì các bác cho phép em lướt nhanh nhất có thể vì các bác cứ nhìn thấy ngoại hình thấy đôi này ok rồi thì các bác chốt thôi. Đấy này. Ok là các bác chốt. Mã là T102 này. Size chân 43. Đó. 400k, chuyển khoản đủ bao ship các bác nhá. Với các bác mà không chuyển khoản đủ thì không không nhà em không báo ship đâu, em nói rõ luôn như các bác hiểu ạ. Không có tránh các bác chỉ cọc 50k mà các bác cũng yêu cầu báo ship thì cái điều đấy là em không thể nhé. Đó, tiếp tục là một đôi Nike. Đấy, ngoại hình như này. Các bác thấy mình hợp với cái màu này và lên chân ok là được. Đó, đế hơi các bác nhé. Mã T100 à. Đó, size chân 43. 350k nha các bác. Đó, xả lỗ 350k chuyển khoản đủ em bao ship. Thu hồi vốn được các bạn. Đây, đôi này. Đôi này 330k này. Đôi này nó chỉ bị sờn một chút đây thôi, nó là chất liệu vải sợi. Rất là thoáng khí. Nike. Sờ một chút đây thôi, không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Không lủng nhá. Không lủng không rách. Đó, các bác đi vẫn ok. Mà thôi em xả lỗ rồi. Đây phần đế này. Đế rất ok nhá. Các bác cảm thấy ưng là các bác chốt thôi. Chứ em không có thời gian nhiều. Đó, mã T73 này. Size chân trên 42 một chút ạ. Đó, trên 42 các bác nhá. 330k, chỉ còn đủ em bao ship. Lỗ cũng bao ship. Rồi, tiếp đến đôi Jordan cho các cháu, các em nhà mình đi học phải các bác này. Đó, ngoại hình như này thì các cô cậu đi học sẽ rất là thích luôn. 400k, chuyển khoản đủ bao ship. Một đôi Jordan mà giới trẻ cực thích luôn. Đó, biểu tượng Michael Jordan, Michael Jordan. Mã là T33 này. Size chân 41, 400k. Đôi Fila này. Đi chơi đi bộ, các bác lựa chọn cái mã mà mình thích, mình cảm thấy phù hợp với việc gì thì mình thích là mình đi thôi. Đi chơi đi bộ được. Đó, ngoại hình đây. Đấy này. Xả thôi các bạn. Đó, mã T113 này. Size chân 41 này. 350k. Rồi, đến một đôi Nike. Có màu sắc cực kỳ độc đáo.
các em học sinh hoặc là thanh niên chơi đôi này thì sẽ rất là thích. Đó, màu sắc rất là phối rất đẹp nhá. Đó. Đó, phối màu rất đẹp nha mọi người. Đây phần đế này. Học sinh thanh niên rất thích. Mã T117 à. Size chân 43. Đó. 400k. Rất nhiều đôi hôm nay ở giá xả lỗ các bạn. Đây, đôi này 400k này, Adidas này. 400k các bạn nhá. Đó phần da lộn này thì để mà chăm sóc vệ sinh da lộn thì nó cũng dễ thôi. Nhà em thì sẽ có cái bộ bàn chải như này. Đó, chuyên để sản xuất chuyên chuyên để chăm sóc da lộn các bác nhé. Các bác cần thì cứ liên hệ, nhà em sẽ mua giúp cho các bác. Đó, Adidas các bác. Đế này. Mã T23 này, size 41 các bác nhá. 400k. Đây, đôi này 400k này. Hiệu Nike này. Nói chung hiệu Nike thì cái logo dấu gút của nó thì bao giờ cũng rất là ấn tượng rồi. Lên chân thì các bác không phải suy nghĩ đâu, lúc nào cũng rất là ấn tượng. Đây là phần đế này. Đó. Mã T50. Size chân 42. Đó, 400k. Nike. Đôi này thường thì bán hàng high end mà gặp cái mẫu giày này thì nó rất là mắc tiền các bác nhé. Mặc dù bán hàng high end nhưng mà cái riêng cái mẫu này thì họ bán cực mắc luôn. Nhà em bán giá đã rất kỳ hợp lý cho các bác. Đế hơi nha các bác. Đó, phần đế sẽ là đế hơi. Mã T89 này. Size chân 42,5. 400k nhé. Adidas. Đây, ngoại hình của nó đây. Giày thể thao lên chân thì sẽ rất là đẹp trong cái dịp mùa rét cũng như là mùa Tết đi chơi các bác nhá, rất phong độ. Mã là T51 này. Size chân 42, 400k. Rất là phong độ và năng động các bác. Rồi em lên đôi trước mắt mọi người này. Đôi thương hiệu Nike. Đấy, đôi này cũng dành cho thanh niên đi chơi hoặc là học sinh thì sẽ rất là tuyệt luôn, rất đẹp. Đây ngoại hình của nó đây. Mọi người thấy suốt từ đầu rồi, còn mỗi phần đế thôi. Mua cho các em các cháu đi học này. 400k này. Mã T46 đó, size chân 42, 400k chỉ khoản đủ bao ship mọi người. Nhiều đôi xả lỗ luôn các bạn. Nhiều đôi xả lỗ thôi vốn. Mong các bác xem kênh thì ủng hộ em nhé, ủng hộ cho thằng em. Xả lỗ thôi vốn đôi Adidas này các bác này. Da lộn này, da lộn này. Đó. Các bác mua về các bác có thể mặc quần jean hoặc quần nói chung là những cái bộ đồ thể thao, quần áo gió thì sẽ rất là hợp. Mã T48 này, size chân 42, 400k. Em xin nhắc lại chút các bác nha. Các bác chuyển khoản đủ các mã thì em mới bao ship các bác được ạ. Còn các bác chỉ cọc 50k thì nhà em không thể bao ship ạ. Và phí ship toàn quốc là 30k toàn trong toàn quốc các bác nhá.
Đây đôi Nike. Các bác dùng vào việc đi chơi, đi bộ đều được. Đế hơi nha các bác. Đấy, đế hơi nhá. Mã T106 này. Size chấm 1. Đó, đôi này 350k này. Chuyển khoản đủ em bao ship các bác. Nhiều đôi là không nhập được cái giá đâu các bác ạ. Nhưng mà em xả thôi, xả cho các bác chơi. Đó, tiếp tục làm đôi Nike. Bác đi chơi đi bộ. Rồi đôi này có thể đi chơi đi bộ thôi đều được. Nó hơi đã qua sử dụng nhưng mà nó là hàng chính hãng các bác. Dùng hàng chính hãng nó vẫn chất thôi. Sao mình đi đâu mình tự tin lắm. Vì những thương hiệu này chỉ có, thường thường là chỉ có người giàu có điều kiện người ta mới chơi những cái đồ đó các bạn. Nói thật với các bác ở trên em ấy, đầy những bác nhà giàu nhưng mà không không dám chơi mấy hàng hiệu đâu. Vì cứ đụng đến vài triệu một đôi. Mà vài triệu bạn, vài triệu là cái lúc mà hãng người ta bán sale cuối năm ấy. Đó, thì mới mua được cái giá hơn 3 triệu bạn. Còn bình thường nó đắt lắm. Cho nên là mấy ông bà nhà giàu trên em vẫn không dám chơi đâu. Đó. Thế là toàn đi chơi hàng chợ thôi các bác. Họ không biết, nhiều người không biết đến việc dùng hàng high end như này đâu. Nên họ toàn đi hàng chợ. Mà khổ thật đấy. Giàu để làm gì? Không dám chơi được hàng hiệu có mấy triệu mà cũng không dám chơi. Thế thì cũng chẳng biết chơi đồ high end. Còn đi mua hàng chợ tàu đi rất là tệ. Đó. Mã T70 này. Size chân trên 43. Đó. Đôi này 330k các bác. 330k chuyển khoản đủ em bao ship các. Ở trên Hà Giang em nó không giống như vùng các bác đâu các bạn. Ít người biết chơi hàng high end lắm. Đó, nó khác. Nó khác với các bác ở vùng xuôi hay là ở Sài Gòn, các tỉnh trong Nam thì lại quá sành rồi. Nhưng dân trên em họ dở lắm, họ không biết đâu. Họ còn không biết được mấy cái hiệu luôn đấy các bác. Đọc không xong, sao mà hiểu hàng hiệu gì đâu. Đó, mã T115 à. Size chân 43 các bác nhá. Đó, đôi này 350k các bác này, 350k. Xả lỗ cho các bác. Một trăm người thì chắc chỉ độ khoảng tầm mấy người biết hàng high end thôi. Còn đại đa số là họ mù tịt, họ chả biết cái gì. Họ cũng chẳng biết là cái thương hiệu gì trên thế giới nó nổi tiếng nào, họ không biết đâu. Nó rất là dở, dân trí miền núi nó thế, thấp các bác. Mã T85 này. Đó, size chân 4,5 mấy nhá. 400k. Rồi, đôi Nike đế hơi này. Đế hơi E270. Đó. Đế đây. Rất ok luôn. Bỏ tiền ra mua đôi này là toàn là trên 4 triệu, trên 5 triệu mà. Đó. Mấy cái ông bà nhà giàu trên em tiền hàng vài chục tỷ, hàng trăm tỷ có dám mua đâu. Toàn đi mấy cái đồ hàng rẻ tiền. Đúng là nhà giàu nhưng mà đi đồ rẻ tiền. Mã T44 này. Size chân 43. 400k. Cũng không biết săn đồ ai các bạn, rất là dở. Thực ra là rất là nhiều người giàu ở các thành phố lớn. Người ta thu nhập của người ta 70 triệu, hơn 100 triệu một tháng nhưng người ta vẫn thích đồ high end. Vì đồ high end nó đẹp, nó độc các bác. Và sướng nhất là nó chính hãng. Chứ còn chắc gì mọi người có tiền mà đi vào các cái shop hoặc cái trung tâm thương mại mà đã mua phải hàng chính hãng đâu. Vẫn dính fake bình thường. Đó. Còn đây toàn hàng chính hãng này. Mã T31 này. Size chân 41. Đó, 400k các bác, 400k. Mất tiền mua rồi, cuối cùng là vẫn bị mất vài triệu không. Mua cái hàng hiệu nhái. Ở các cái trung tâm mua sắm, họ cài hết các bạn. Đó, như vừa rồi bê bối
vụ Adidas xả hàng cuối năm ấy, nhiều người đổ xô đi săn Adidas cũng về là toàn fake thôi các bạn, đó là chính hãng đâu. Em nói rồi, chỉ có hàng hay hen các bác mới săn được hàng chính hãng. Thì đi chơi kể gặp những cái người top giàu có thì những cái đôi giày hiệu như này họ vẫn phải nể luôn, họ chả biết là các bác có nhiều tiền hay là giàu có cỡ nào. Đó. Mã T41 này. Size chân 40. 400k. Rồi, tiếp tục đôi màu trắng. Rồi, đôi này cũng đế hơi các bác nhá. Đôi này cũng đế hơi này. Đấy, phần đế này. Này để hơi mã T52 này, size chân 41 này, 400k. Các bác cứ hợp nhãn là các bác quất thôi, không bị chuyển lăn tăn đâu. Vì những đôi này là như nào cụ thể em sẽ báo, nếu mà nó ở cái tầm giá thấp thì đương nhiên là nó qua sử dụng độ nó tùy theo độ mới, chứ còn không có lỗi các bác nhá. Đó, Nike này đó, sneaker Nike quá đẹp cho các bác. Đó, đôi này 350k này. Chỉ có 350k, rồi ôi rẻ, còn hơn cả hàng chợ mà lại là hàng chính hãng. Nó còn như này mà các bác không bận tâm thờ ơ thì em thấy hơi lạ. Mã T109 này. Size chân trên 42,5 một chút các bác nhé. Đó, 350k này. Nhiều đôi giảm rất sâu và cũng nhiều đôi ở giá xả lỗ của nhà. Đó, một đôi Nike đế hơi E270. Phối màu rất đẹp. 400k đế hơi. Đây, phần gầm giày. 400k tuyệt vời. Rồi, đôi này sao? Cũng 400k này. Rất nhẹ, siêu nhẹ luôn, các bác có thể đi chơi đi bộ đều ok nhá. Chơi bóng chuyền hơi. Siêu nhẹ. Đây, bộ đế này. Còn cực kỳ chất. Mã T108 này, size chân 43. Đó, cứ 43 này thì các bác 42 cũng đi vừa luôn, 42 42,5 đi vừa. 400k. Đây, tiếp tục Nike này. Các bác trung trung tuổi trên 40, trên 50 đi cũng được. Cảm thấy nhiều bác ở thành phố lớn thì những cái đôi giày này sẽ giúp cho các bác trở nên phong độ và trẻ trung hơn. Đó. Chứ không nhất thiết là cứ phải thanh niên mới đi đôi này đâu. Đôi này các bác trên 50 đi vẫn ok. Vẫn quần jean. Đó, áo gió là ok, lên chân là lên đồ quá đẹp luôn. Đó, đế kép. Nike đẹp không các bác? À, là chỗ này nó thùa nhá. Đó, chỗ này nó thùa dấu út Nike này. Mã T99 này. Size chân 42,5. Đó, 400k. Rồi, quá rẻ luôn. Các bác mà đi mua cái đôi này cứ vài triệu mua mới. Các bác tính mà xem. Đường nào kinh tế hơn, trong khi bây giờ đồng tiền thì mất giá, kinh tế thì suy thoái. Nhưng mà các bác theo dõi kênh em thì đương nhiên là bên nhà em sẽ luôn luôn có những cái mặt hàng nó giá rất hợp lý cho mọi người, cho anh em vào xem và ủng hộ. Đó. Xả đây, Adidas này. 400k rồi này. Mã T61 này. Size chân 41,5. 400k. Rồi, ông đát xong rồi đến ông này. Rồi đôi này 400k luôn này. Siêu nhẹ các bác. Nhưng cái đôi như này cực nhẹ. Đi chơi đi bộ. Không phải suy nghĩ. Hàng chính hãng. Nói chung là các cái sản phẩm như là Adidas, Nike, rồi Reebok hoặc là Fila các bác, thì nó thường thường sẽ được sản xuất ở các cái nước như là Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc các bạn. Đó. Mà đặc biệt cái hàng Nike này thì sản xuất ở Trung Quốc và ở Việt Nam mới là hàng chính hãng các bác nhé. Và cái nguồn em nhập thì là vẫn là nguồn Nhật Bản đưa về Thái Lan và đưa về Sài Gòn, và em nhập từ Sài Gòn về.
Đó, 400k. T37 này. Sai chân. Chia 41 một chút các bác nhá. 41 là đi được rồi. Chia 41. 41,5 là em e là nó sẽ hơi kích mũi. Ok, đôi này là đôi rất là chất luôn này. Một đôi châu đừng. Rồi, ok, một đôi châu đừng. Đế hơi cực kỳ xịn sò. 400k cho các bác. Đế hơi E720 nhá. Không phải E270 mà 720. Đó, một đôi châu đừng. Logo này quá uy tín này, cho các bác size chân 43 44 vàng vừa này. Đó, mã T11 này. Đó, size chân 43 44 nhá. 400k. Giả cho các bác. Rồi, tiếp đến này. Nike, ok, Nike phối da lộn này. Đó. Còn cách chăm sóc da lộn thì các bác biết rồi đấy, phải dùng cái bàn chải lông kim loại để xử lý. Sau đó mình cảm thấy nó chưa ưng ý, mình có thể mình đánh một lượt si màu đen lên các bác nhé. Còn bình thường như các bác đi thì chả sao cả, nhiều bác còn thấy thích những cái đôi giày mà mình đi trông nó phải hơi có vẻ cũ một chút, nhìn nó mới lại chất đấy. Đấy tùy từng người thôi, không phải là người nào cũng cũng thích nó phải bóng bẩy đẹp đẽ đâu. Có người lại thích những chất kiểu như này đấy, họ mới thích đó. Nó do chất của từng người. Đôi này cũng là đôi đế hơi các bác nhá. À, phần đế phần gầm giày nhá. Mã T98 size chân 40 đến 40,5 mong vừa này. Đó, 300 là 350k các bác. Giá xả lỗ nha em. Rồi, đôi gì đây? Đôi Adidas này, rất đẹp, tuyệt đẹp. Đôi này form dáng cực đẹp luôn các bác. Đó, đặc biệt là cách phối dây và chất liệu da thật thì nó cũng rất là dày dặn các bác. Rồi, Adidas này, chơi đôi chính hãng. Đôi này mà mua mới thì các bác thử tưởng là nó sẽ bao nhiêu. Nó phải cỡ 5 triệu, hơn 5 triệu các bác nhá. Em sợ còn đến 6 7 triệu em không check đâu. Nhưng mà nhìn cái thiết kế của đôi này cũng đẹp quá. Như này không rẻ đâu nhá. Thiết kế đẹp này. Đây phần đế này. Adidas này. Mã T71 này. Đó, size chân 41 này, 400k. Rồi, Nike size chân 42 43 cho các bác ạ. À. Còn rất là đẹp luôn, còn rất đẹp quá nhá. Đây phần đế đó, người ta sử dụng cũng ít lắm, cái đôi này đồ mới cực cao các bác. Mua có 400k còn rẻ ngang, hoặc là có khi nhiều đôi hàng chợ còn, nó còn đắt hơn rồi các bác. Đó, tội gì mình không xài. Mã T66 này. Đó, size chân 12 43 400k. Tội gì mình đi hàng hiệu, đi hàng chợ làm gì cho nó mất giá trị mình ấy. Rồi, gì đây? Hiệu gì đây? Hiệu hiệu này hiệu 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 này hiệu Nike các bác nhá. Hiệu Nike đấy. Rồi ok, hiệu Nike. Em nhìn em xém nữa thì nhầm qua Adidas, nhìn thiết kế của nó. Có mấy cái vạch kia nhìn lộn tưởng Adidas. Đôi này độ mới cực cao nha, bác nào mua đôi này thì cũng là gần như mua mới. Độ mới cực cao. Rồi, các bác xem phần đế sướng không? Đó, người ta xài lướt này, hàng chính hãng, đẹp, sang. Mã T112 này, size chân từ 43 đến 43,5 hơn một chút. Đấy, 43,5 hơn một chút nhé các bác. Đấy, 43 là đi vừa rồi, ok, 450k, giày thừa dép thiếu các bác cũng đi thoải mái chân nhé. Và vâng, clip của em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo của nhà em nhé. Chào, tạm biệt các bác.